Đây là cổng chính đi vào thiền viện Trúc Lâm An Tâm. Thiền viện Trúc Lâm An Tâm thì lát nữa mình sẽ vào trong thiền viện. Phía bên trái đường vào thiền viện ấy, thì chúng ta sẽ có một hành trình gọi là hành trình Phật giáo. Đây là những bước đầu tiên bước vào hành trình Phật giáo này. Thì con đường này sẽ đi từ con đường này sẽ mô phỏng từ khi mà Đức Phật đản sanh nhé, ở bên bên phải ngài giảng pháp và đi lên khúc cuối là khúc nhập Niết Bàn đấy ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phân khu cụ thể một với từng câu chuyện cụ thể một. Đầu tiên sẽ là khu vực mô phỏng Đức Phật đản sanh. Các bạn cũng đã biết rồi phải không ạ? Thì Đức Phật tên là Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn. Thì khi đản sanh, tức là khi ra đời, thì ngài đi bảy bước ạ. Thì bảy bước đó thì nở ra bảy hoa sen. Sự tích khác thì viết rằng là khi mà ngài được sinh ra ấy, là một cậu bé sơ sinh, thì ngài bước đi bảy bước trên bảy đài hoa sen. Thì việc này em cũng chưa nghiên cứu kỹ, nhưng mà tất cả các bức tượng mà ngài đản sinh ấy, thì đều có bảy bông sen. Đấy. Từ khi mà ngài đi bảy bước rồi, ngài trở về với vòng tay của mẹ. Tại thiền viện thì đây là khu vực mô phỏng ngày Đức Phật đản sanh ạ. Phía đối diện với khu vực mô phỏng ngài đản sanh, Đức Phật đản sanh ấy, thì đản sinh ấy, thì là khu vực mô phỏng ngài thuyết pháp. Thì ở đây mình xin chia sẻ một chút là khái niệm tam bảo thì được nói rõ ở phần này. Tam bảo là gì ạ? Bước chân hành trình tu tập của ngài thì chúng ta sẽ đến tiếp với không gian tiếp theo được bài trí ở thiền viện. Khu vực này thì mô tả lại những điểm nhấn trong suốt hành trình tu tập của ngài. Ngài đi khắp thế gian và ngài chứng kiến mọi điều, mà chính là nơi mà ngài giải thích cho cái ý nghĩa là tại sao con người lại khổ đấy, sinh não bệnh tử khổ đấy. Ngài chứng kiến tất cả mọi thứ ở thế gian và đau đớn về sinh lão bệnh tử khổ, rồi đi tìm cái tư duy, cái suy nghĩ về việc làm sao thoát khỏi những nỗi sống khổ của nhân gian. Đó. Các bạn thấy mô hình của một dàn thiêu của Ấn Độ phải không ạ? Phần đất đấy bây giờ khả năng sẽ thuộc về Bhutan thì hợp lý hơn. Còn đây là người gặp những người đi truyền đạo khác này. Trên quá trình đi truyền đạo thì Đức Phật chứng kiến rất là nhiều, trong đó có cả những trường phái tu khổ hạnh ấy. Đây là cảnh ngài xuất gia, đây là nơi mô phỏng ngài xuất gia. Khác rồi cho